Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cái clip của hai mẹ con mình nha. Eo là của mình nay uống sữa ngon quá. Thật ra bên này bây giờ 12 giờ rồi mấy bạn, đang ngủ rồi. Mà tâm trạng của mình hôm nay không có được vui cho lắm á. Nhiều chuyện không có được hay lắm xảy ra cùng một lúc trong ngày á. Đâm ra không được vui, không ngủ được. Mò dậy kiếm cái gì ăn, review cho các bạn coi để được nói chuyện với các bạn. Em mới thấy mình lục đục cũng dậy ra đây nè, thôi mình cho uống miếng sữa luôn. Hôm nay thì mình sẽ ăn giống như thử thách xem là mình ăn được bao nhiêu quả ớt và ăn được bao nhiêu miếng chanh. Hôm nay thì mình còn có thêm me me non đó mấy bạn. Mình mua me này ở chợ Đại Hàn này, cái me này dùng để nấu canh chua đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ bày ra mình ăn thử luôn, có xoài nữa nhưng mà hôm nay mình không ăn xoài đâu. Có cả ổi nữa, cóc nữa đó mấy bạn. Này, cái trái cóc này nè. Cóc nè. Nhưng mà hôm nay thì chắc ổi đâu mình cũng không ăn đâu. Mình có thể là mình ăn một hai trái cóc thôi chứ. Nhìn thì có vẻ ngon đó mấy bạn ha. Mà thật ra các bạn coi này, nhìn chán chưa. Nó cũ lắm rồi mấy bạn. Nhưng mà bên này mà, này mình mua ở chợ Việt Nam. Bên này thì có ăn là quý rồi chứ còn còn muốn tươi á thì chắc là phải ở Florida hay là những cái vùng mà có những cái trái mà có thể trồng được khí hậu nhiệt đới giống như Việt Nam mình thì mới có tươi, chứ còn ở đây thì đưa từ khác nơi khác về thì nó chỉ được có như vậy thôi. Thôi bây giờ là mình sẽ bắt đầu ăn nha, để xem mình sẽ ăn cái gì trước. À, mình ăn hôm nay thì mình sẽ chấm cái mắm đường nha. Chắc là mình sẽ ăn thử mình ăn chanh trước nha. Không hề, mình ăn me trước đi ha. Nghĩ thế thôi là ê răng rồi mấy bạn. Thật ra ngày xưa mình ăn xoài á, với lại me non, cóc đồ gì mình ăn được lắm. Còn bây giờ thì mấy cái đó thì mình ăn còn tạm tạm, chứ chanh là mình nghĩ thế thôi là mình đã ê răng rồi đó. Còn vì sao mà răng của mình đã ê đó? Là mình ê răng là không phải từ lúc mà mình sanh con như người ta nói đâu, mà mình ê răng từ cái ngày mà mình lấy chồng á. Còn mà tại sao mà lấy chồng xong mà bị ê là chút đó mình sẽ kể chuyện hầu chuyện với các bạn sau nha. Từ 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 rồi các bạn cũng biết rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ vừa ăn là vừa nói chuyện với các bạn nha. Đây mình ăn một quả me, me này mình mua chợ Đại Hàn nè. Đó, mình sẽ gọt sơ sơ cái mày nó đi. Nó nhiều bột quá. Cái bột mày á. Cái me này mình nghĩ chua lắm mà chứ phải không. Thường ngày á, từ cái ngày mình làm clip á mấy bạn, có mấy chị nói với mình là trời Hiền ơi, nhìn mẹ ăn thì ngon quá, tao không muốn ăn cái món đó mà tao nhìn thấy mày ăn tao phải đi mua ăn. Nhưng mà hôm nay thì mấy chị coi clip này thì mấy chị sẽ, mình nghĩ là chẳng có ai đi mua đồ ăn giống như mình là ăn theo mình ngày hôm nay đâu. Hôm nay sẽ thay vì nhìn thấy cái bộ mặt nhìn thấy cái khuôn mặt tươi tắn khi được ăn thì hôm nay sẽ nhìn thấy mình ăn trong đau khổ. Đây mình ăn luôn cả quả me như vậy nha. Chua vãi đái luôn đó mẹ. Nó chua chua, nó chua mà nó còn có cái vị chan chát, đắng đắng, không phải đắng mà giống như kiểu như chan chát, mà giống như kiểu cắn cái hột á. Ăn lấy nữa nè. Chua quá. Đây, bây giờ là mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao mà eo là của mình nó uống còn tí sữa mà nó không nhấp thì nó chán nè. Cái này nó có mắm đường nó quẹt quẹt còn ăn được, cái ăn không chắc. Mà nó còn có cái vị hơi chanh chát nó còn đỡ. Ghê rằng quá. Mẹ cho con bóc cho con miếng quýt nha, mình có để đây trái quýt cho eo là. Em là nhà mình nó cũng thích ăn vặt giống mình. Tội nghiệp lắm. Mình làm cái gì cũng cứ lẽo đẽo theo mình đó. Chừng nào mà mẹ ngủ rồi mới thôi, chứ còn không hả, cứ nằm lâu lâu á. Mình nhúc nhích cái nó hắn quay ra, hắn nhìn mình, nó nhìn thấy thương.
nhiều khi có chuyện gì không vui hay buồn đó mà cứ nhìn thấy con mình là tự nhiên mình giống như có động lực vậy các bạn, buồn ngủ rồi. Đây là ơi, đưa đây, đưa cho mẹ nè. Bé con ra ngoài kia cho con ngủ nha. Mình cho Ella nhà mình nó đi ngủ rồi. Uống sữa mà ngủ gà ngủ gật đó, định bóp cho em mới ăn mà chưa kịp ăn luôn nè. Buồn ngủ quá bé ra rồi thức. Thức rồi mình nằm bên cạnh mình vỗ vỗ mãi rồi. Giờ ngủ rồi. Hai cha con giờ yên giấc rồi. Đáng lẽ này là mình nhà mình là đi chơi. Đi chơi một nhà người ăn đó. Bữa mà mình đi ăn sò mình có like, mình có làm clip cho mấy bạn coi đó. Nhưng mà chồng mình sáng nay đi lễ rồi, nhà thờ hôm nay có họp nè, chuẩn bị lễ Giáng sinh đó mấy bạn. Rồi họp rồi mấy ông uống rượu uống bia sao rồi uống chắc hai ba thứ trộn vô với nhau rồi cặp đang bệnh chưa hết nữa. Nó vật cho nằm sải lai hàng đống luôn, khỏi đi đâu hết. Đó, mình ăn thêm một quả me nữa nha. Mình cắn cái ớt nha. Cái ớt thì mình được ăn với cơm á, nó không có cay dữ. Mà sao cánh không nó cay dữ rồi trời. Mà cái ớt này không phải là ớt cay nhất đâu nha. Có cái loại ớt tròn á, hổ cay dã man luôn. Mà ăn không cái ớt này không cũng cay dữ lắm mấy bạn. Cắm thêm miếng ớt nữa nha. Bây giờ không phải là chua mà cay quá mấy bạn. Mới còn trái một á, ăn chung với cơm quốc được bao nhiêu trái mà ăn không vậy á, phê lắm. Giờ mình sẽ ăn tới chanh nha. Cầm cái chanh này chuẩn bị ăn thôi mà đã hàm răng nó ê á. Ớt lạnh xương sống mà. Nhưng mà vẫn ăn. Ăn thử thách nào. Chanh này mà thịt mình ăn sống á mấy bạn, mà bắt vô á là nó tái luôn, nó chín luôn á. Mình ăn vô chắc ruột mình nó cũng chín luôn á. Diệt khuẩn ruột, rồi diệt luôn ruột luôn. Ngày xưa mình ăn xoài, ăn cóc ổi rồi này kia chua rồi nhiều khi cắn chanh là bình thường. Mà mấy bạn biết tại sao mà mình lấy chồng vô cái mình ăn chua là không được đúng không? Trời ơi mấy bạn biết sao? À, lấy chồng cái xong chồng Việt Kiều mà mình á là đúng một cái quê luôn đó mấy bạn. Lấy chồng ngày xưa nhà mình bán cám rồi nuôi heo, mình bận rộn lắm đâu có rảnh đâu. Xong mà lấy chồng xong mình dẹp hết luôn, cám thì ba mình bán với gần heo thì mình dẹp dẹp dần dẹp mòn dẹp hết bán hết. Mình thấy chị mình hồi đó đi Mỹ á có 7-8 tháng đi rồi, mình nghĩ mình làm cực khổ bao nhiêu năm thôi thì sắp sửa đi Mỹ rồi, thôi ăn chơi thoải mái mấy tháng đi xả láng đi rồi rồi qua bên Mỹ cày sao cái này kia. À dè đâu ăn không ngồi rồi mấy bạn, thường nó có nó hay sinh nông nổi. Gặp cái đám bạn cũng có tâm huyết lắm mấy bạn. Trời nói cho mày, lấy chồng được kiều mà nhìn mày quê quá. Mày phải đi làm đẹp đi, mày đi làm đẹp đi, mày đi làm trắng răng đi. Mà mấy bạn biết sao không? Răng của mình má, men răng của mình màu vàng á mấy bạn. Mấy bạn có cào hết cỡ nào nó cũng đâu trắng đâu. Xong rồi đi đến cái nha sĩ. Trời ơi, được ông chú có tâm lắm, giới thiệu đến ông gọi là nha sĩ làm trắng răng á mấy bạn. Trời ơi, ổng làm trắng răng trước khi ổng làm á, ổng cà răng của mình cho nó sạch á. Cà hả, tao nói cà sao mà răng của mình nó giờ mấy bạn, thấy nhỉ? Cứ cắt một cái có một cái lỗ. Tao nói ông cà kỹ quá, cà bay hết cái chân răng của mình luôn. Xong rồi cái làm răng trắng, làm răng 1,2 triệu. Ông nói với mình làm một tiếng là trắng rồi. Thôi mình ăn miếng trước nha. Chuẩn bị tinh thần mình đây. Ăn xong rồi ăn một miếng này xong rồi
nói cảm giác xong rồi kể chuyện cho mấy bạn nghe tiếp. Đây. Mình xác định là mai mình không ăn được cái gì luôn á mấy bạn, ghê đằng quá. Cắt thêm miếng nữa tê luôn. Ngoài cái vị chua ra nó còn có cái vị hơi đắng đắng, cái lúc nãy là nó hơi chan chát của cái hột, còn này nó hơi đắng đắng. Cái chanh Mỹ này, chanh này nó không có hột mấy bạn, mà nó có cái còn cái vỏ này nè, mình gọt cái vỏ ngoài nhưng mà nó còn cái vỏ lụa đó, nó cũng hơi đắng đắng. Nay mình kể tới đâu ta? Ăn cái này là không phải giống như ăn cái kia mà hào quốc lúc được mấy bạn. Ăn này phải từ từ. Ăn cái đâu mà thấm cái đó. Này lâu lâu ăn review rồi chứ ngày nào món quốc như vậy á, lủng bao tử luôn mấy bạn. À, mình đã kể tới đâu nhỉ? Đúng rồi, nha sĩ làm trắng răng. Nó nói với mình chứ 1,2 triệu thì làm trắng răng có hai loại, một loại là giống như là làm trắng một tiếng đồng hồ thì trắng khoảng được 3-4 tháng vậy đó. Còn một loại là nó làm cho mình cái, nó có cái nó gọi là cái máng á, nó đắp cái miếng gì lên răng mình đây nè, giống như là nó giống như là nhựa, không phải nhựa, mũ, không phải mũ, nó giống như cái, giống như thịt cao hay cái gì đó, nói chung là nó nhét cho răng của mình để nó lấy cái khuôn răng của mình đó, rồi nó làm cái máng bằng nhựa đó. Tối đến nó bán cho mình một cái tiếp thuốc như nè, là cả cái liệu trình đó là 1,2 triệu, xong lấy cái máng nó đổ thuốc vô, xong rồi áp vào trong răng á, áp như vậy là tối đi ngủ áp, rồi sáng ra lấy ra. Nó nói làm như vậy một tuần lễ là răng của mình trắng được cả năm luôn á. Áp 2 ngày thôi mấy bạn, đâu có được một tuần đâu, 2 ngày thôi, không nói được luôn. Trời ơi, nó nhức hả, búa mà lên tới ốc luôn á mấy bạn, khủng khiếp luôn. Rồi mình không có làm được á, rút cuộc răng thì cũng không trắng. Mà từ cái ngày đó trở đi đấy mấy bạn, răng của mình là coi như là ăn uống bất cứ cái gì mà quá nóng hoặc là quá lạnh đó, là nó sẽ buốt. Đừng có nói gì mà tới ăn chanh anh này kia, là chứ không phải là từ lúc mà mình sanh xong mà không ăn được đâu. Từ cái ngày mà mình đi làm cái răng đấy không, trời ơi, mình nói thiệt á, lấy chồng Việt kiều hả, sướng đâu mình chưa thấy. Mình nói thiệt, mấy tháng mà nó cũng phải mấy tháng, người ta là 6-7 tháng người ta đi, tới 1 năm người ta đi. Còn chồng của mình làm theo cái chuyện mà không phải là fiancé nha, fiancé qua tới Mỹ này nè chỉ có 2 năm là có cái thẻ xanh 2 năm thôi mấy bạn, nên mấy bạn phải đi làm giấy tờ lại. Còn như mình á, mình qua mình làm giấy tờ 2.5 năm mình mới đi được các mấy bạn. Mình làm theo dạng kết hôn á, mình qua tới đây, mình qua tới sân bay Mỹ một cái là mình có mấy tuần sau là nó gửi thẻ xanh về cho mình á, là mình có thẻ xanh 10 năm luôn. Mình không có cần phải đi làm giấy tờ 2 năm lại giống như mấy cái người mà qua sớm nữa. Nhưng mà mình đang nói ý ở đây á, là thay vì mình cứ nghĩ là mình ăn chơi trong vòng 6-7 tháng năm là mình đi á, rốt cuộc mình ăn tới 2.5 năm luôn mình vẫn chưa đi á mấy bạn. Trời ơi, mình bốc miếng nữa nha. Chua thiệt mấy bạn, mình cảm nhận thấy cái vị chua nó vô tới trong ruột mình luôn á, thề luôn, vô tới cuống họng mình sao mà nó vô tới ruột mình biết luôn mấy bạn, nó son sót á. Tại vì lúc nãy mình biết là mình sắp sửa ăn mấy cái đồ chua này là mình đã ăn cơm thiệt là no rồi nha, mà nó vô ruột mình vẫn biết á, nó thiệt luôn á chứ không phải nó chơi đâu mấy bạn, nó ăn thử đi rồi biết rồi.
Mà khuyến cáo những cái bạn mà bị đau bao tử rồi đừng thử nha. Ăn vô hồi đau bao tử rồi ngồi ôm bụng đau cực khổ lắm á. Trời ơi. Rồi mình kể chuyện tiếp cho mấy bạn nghe nha. Hôm nay ăn thì ít mà kể chuyện thì nhiều. Trời ơi, mình ăn dầm nằm về 2 năm rưỡi các bạn biết sao không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Trời ơi, mới đầu một cái răng thôi là te tua là nằm thời gian là mà cái ngu nó vẫn chưa hết mấy bạn. Trời ơi, bắt đầu ngồi mấy bạn biết làm gì răng. Răng xong bắt đầu tới cái da. Trời ơi, nhức 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 dán gì da. Dán không ra gì rồi. Còn cái da. Ở da của mình ở ngoài mấy bạn. Nó không phải nó đen mà nó cái màu ngâm ngâm á, nó không trắng. Ngày xưa mình đi nắng cỡ nào nó cũng không đen, nhưng mà mình có ở trong nhà lúc mà mình ở Sài Gòn á, mình đi học á mấy bạn. Da mình nó cũng không trắng, nó chỉ hơi mên mởn một chút thôi chứ nó không trắng. Mấy đứa nó nói đi tắm trắng, mình sợ lắm mình không dám tắm. Cái sau đó nó đi tắm nghệ, tắm ngôn, tắm này tắm kia. Trời ơi ông nội mẹ tao nói. Trời ơi tắm nghệ đó mấy bạn, nghệ tươi á. Đi spa đàng hoàng nha, ngày xưa đâu biết spa là gì, xong mà người này chỉ người kia chỉ xong mà đi spa. Ăn không rồi rồi mà, đó. Hai bữa trời ơi tao nói đi spa. Tắm nghệ tươi mấy bạn đâu có biết đâu. Trời ơi tắm xong mà tắm ở quê mình thì nó cũng rẻ, nó có 40 ngàn à. Từ ngũ quốc từ trên xuống dưới luôn. Xong rồi mấy bạn biết sao, ra khỏi nhà về tới nhà chưa có kinh nghiệm á. Ngủ nệm gối chanh quần áo tao nó vàng ché hết luôn. Mặt mày tay chân nhìn y như cái đứa bệnh gan vậy mấy bạn. Trời ơi. Mà có phải vô đó không đâu. Bị dị ứng nữa. Da của mình bị dị ứng đó, nó ngứa. Trời ơi nó ngứa. Thiệt là ngứa. Rút cuộc đẹp đâu không thấy. Nổi hột 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 đầy người luôn. Không có cái dại nào giống cái dại nào hết trơn. Thà để nguyên vậy cho rồi đi. Đúng thiệt. Không cái dại nào giống cái dại nào. Làm miếng nữa nha. Ăn cái này là mình kết hợp ăn thêm miếng ớt nữa. Cái này mà nó thiệt với mấy bạn, ăn mà không chấm nước mắm là chắc mình ăn không nổi luôn á, thiệt chua quá. Cảm ơn ớt rồi. Làm miếng nữa nha. Không thể nào mà với cái khuôn mặt, không thể nào mà có cái khuôn mặt mà vô cùng tươi tắn happy khi mà ăn mấy cái đồ này hết trơn. Chua quá. Ăn mấy cái đồ ăn này nè, ăn me này nè, ăn cái trái me non này nè mấy bạn. Thật ra nó nhỏ lắm nè, nhỏ xíu à. Tự nhiên lại nhìn nhớ tới chằm ruột á mấy bạn, cái trái tầm ruột. Rồi nhớ tới gì nữa mấy bạn? Mấy cái bạn nào mà dưới quê á mới biết được, mấy cái bạn ở thành phố không biết đâu, mà trên mình, trên mấy cái vùng cao chứ mấy cái vùng mà đồng bằng biết, mình biết có không nha. Trái mà cái trái mít đó mấy bạn, trái mít non á, gọi là cái trái mít á, cái trái mít đực á, nó gọi là cái trái mít á, nó to chắc bằng khoảng hơn cái ngón tay mình à, hơn cái ngón tay mình chút xíu à. Ăn nó chát thiệt là chát ha. Có gì ngon đâu. Vậy mà ngày xưa chuyên gia mấy bạn đi đến nhà ai mà nhà mình nên tìm mấy cái quả cây nào mà nó có mấy cái nó có mấy cái trái mít, mấy cái trái mít non mà nhỏ nhỏ đó mà nó ở dưới thấp thấp thì mình mới hái được, chứ cao mình đâu có hái được. Chuyên gia đi lùng hái mấy cái trái đó xong rồi chấm với nước, à không, không phải mắm đường, chấm với muối, muối mà không có muối ớt, muối ít vậy đó, muối không vậy đó, chấm ăn vậy mà thấy ngon ha. Rồi mấy cái trái ổi non nữa. Tự nhiên kể cho mấy bạn nghe, tự nhiên cái mình ký ức ùa về. Thấm thoát đó mà nó mấy chục năm rồi.
hai mươi mấy năm, gần ba chục năm, hai mươi mấy năm. Lúc đó chắc phải 10 tuổi rồi, 25 năm. Giờ 35 tuổi rồi, già rồi. Ngày xưa mà bằng tuổi mình nè, ngày xưa mà mình mười mấy tuổi á, mình đi học mà mình nghĩ thấy ai mà ba mấy tuổi là già lắm rồi đó nha. Giờ mình 35 rồi. Không ai hỏi tự khai luôn. Lúc này ăn cái quả me đó là nó chua vãi đái không, nhưng mà sau khi ăn chanh xong á, me không có nghĩa địa gì hết trơn. Làm thêm miếng chanh nữa nha, chắc chanh mình cũng chỉ ăn được quả thôi. Ăn để nói cảm giác cho mấy bạn nghe, nhìn thấy cái bộ mặt đau khổ của mình lúc ăn thôi chứ. Chứ ăn nhiều chắc ăn không nổi. Quốc miếng nữa nha. Ngày xưa đi học nghĩ cái thời đó vui quá ha, vui thiệt luôn mấy bạn. Bây giờ hả, internet, phone, viết cái gì cũng có hết. Người lớn con nít gì giờ, giờ cũng suốt ngày cầm điện thoại bấm bấm đi đâu mà quên cái điện thoại ở nhà, mà quên chừng nửa ngày thấy buồn ha. Ngày xưa làm gì có điện thoại, đi học chỉ có mấy cái báo mực tím á, toàn nó mới xuất bản còn lành. Nổi hết cái gà lên luôn mấy bạn. Cả mấy ớt nữa. Lúc mà ăn chanh á là phải ăn xong mới nói được, chứ lúc ăn không có nói được. Thôi ăn quả me nữa thôi. Nói tới đâu ta? Đúng rồi, đang kể về thời ngày xưa đi học. Trời ơi, cả tuần nó ra được cuốn bán mực tím. Mà ngày xưa làm quá chỉ có tiền mua bán mực tím đọc mấy bạn. Toàn mà thuê không á. Mà thuê hả? Bán mực tím mà đọc đâu phải là cái số mà người ta cho thuê mà mới đâu. Toàn cái thời mà thập cổ lai hy là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm á. Đọc xong rồi đôi khi có mấy cái mẫu chuyện cười ở trong cái báo mực tím á. Đọc cười hả 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 vui muốn chết luôn. Giờ thì hết rồi. Làm như cũng lên đô mấy bạn. Chơi trò chơi thì tạt lon, lâu lâu mới được 200 hay 500 mình đi học mà chẳng bao giờ ăn hết. Suốt ngày mua ba cái giấy gọi là hình Sunyuku này kia, xong rồi cắt ra xong rồi chơi tạt lon. Cái đó gọi là tạt hình chứ không phải tạt lon. Rồi suốt ngày mua mấy cọng thun đan nửa dây. Rồi chơi cò cò, quay đĩa. Phê nhất là cái màn mà chơi cái trò nhảy ngựa mấy bạn. Ba bốn đứa xong mà độ nào mà quảnh tù tì mà xua mà thua đó. Xong rồi nằm dưới mấy thằng kia chạy nhảy lên lưng á. Trời chơi mấy cái đó mà. Mình hồi đó mình còn nhỏ nhỏ con mà mình mà ngồi dưới mà mấy cái thằng nào mà mập mập á, nó nhảy lên một phát là muốn sụn bà chè luôn.
mà vui thiệt. Bây giờ tới cái thời con của mình á, mà sinh ra ở Mỹ nữa, nó không bao giờ biết được những chuyện đó đâu. Ngồi ăn ba cái đồ chua cay, kể chuyện thời xưa đi học. Quên mất mình đang buồn gì luôn. Lúc nãy mới đầu định ăn cái này nè, tâm sự với mấy bạn về cái nỗi buồn hôm nay của mình, về những chuyện hôm nay xúi quẩy mà mình đã gặp phải. Mà giờ ngồi mà ngỡ nhớ lại chuyện xưa, tự nhiên á quên mất cái chuyện buồn mà mình đang định nói luôn à. Xàm quá, xá xàm luôn. Mà mấy bạn lên cười mình nha. Ví dụ cái clip này mấy bạn không thích coi á, thì mấy bạn cho qua nha, đừng mắc lỗi nha. Tại tâm trạng hôm nay không được vui mà. Mấy bạn cứ nghĩ đây giống như là mình làm một cái clip giống như là một chút gì đó hài hước cho mấy bạn coi vui, giải trí mấy phút đồng hồ đâu có sao đâu, đúng không? Đâu rồi quả ớt mãi đâu rồi. Đây, ăn cho nó hết. Tóc ổi me, chấm chấm muối ôm, chấm mắm đường, nó này ớt chấm mắm đường. Ở mấy cái clip trước mà mình làm đồ ăn đó mấy bạn, là ăn xong là mình cứ hay thế, mình cứ hay nói là ăn hết rồi không còn gì ăn á. Riêng cái clip ngày hôm nay thì còn đầy đồ ăn luôn mà ăn không nổi. Đồ ăn ngon quá ăn không nổi. Cay quá thiệt luôn các bạn, chua ê răng quá. Thôi thì mình cũng xin được kết thúc cái video của mình tại đây đó. Mình cảm ơn các bạn đã coi hết cái video này của mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Hy vọng là các bạn thích cái clip hơi xàm này của mình chút. Để có thể giúp mình một cái like, giúp mình một cái chia sẻ đến cộng đồng, và một cái đăng ký. Nếu như mà các bạn nào chưa đăng ký đó mà yêu thích cái kênh của mình đó, thì cho mình xin một cái đăng ký nữa nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại ở những cái video sau của mình. Chào tạm biệt.